Hello các bác. Ok các bác, sau cái video tranh đính đá thì có rất nhiều bác bảo tôi là hay chơi lại bộ môn đính đá đi. Thì ok, hôm nay tôi sẽ quay lại với bộ môn đính đá. Nhưng mà tôi không đính đá trên tranh nữa, mà tôi sẽ đính đá trên mấy con gấu Brick nha. Đầu tiên là cái shop bán Brick và đá. Nhưng mà cái đá ở đây nó hơi đắt, nên là tôi chỉ đặt một con Brick ở đây thôi. Tại vì tôi thấy màu của con gấu rất là đẹp. Đây là cái con Brick ở shop này các bác. Con này thì người ta làm bằng nhựa nha. Đó, nhìn nó cũng đẹp phết đấy chứ. Ồ, cái tay này nó cũng đưa lên đưa xuống được các bạn. Chân này cũng thế nè. Tức là nhỏ các bạn không thể cho nó ngồi được. Đây là cái túi đá tặng kèm con Brick này các bạn. Tức là đây sẽ là một set nha. Một set đá Brick. Có cả keo nè. Nó có mấy cái đồ giống như trong cái dụng cụ trang đính đá này các bạn. Đây là một bộ cắn đá Brick mà tôi đặt ở một shop nha. Nhưng mà mỗi tội là cái shop này nó chỉ có kích thước một con này thôi. Đây, còn shop thứ hai thì shop này tôi thấy người ta bán đá khá là rẻ. Nhưng mà tôi không đọc kỹ cái phần mô tả thông tin. Tôi tưởng là một cái túi đá đấy nó phải to lắm. Nhưng mà không các bạn ạ. Một cái túi đá đấy nó chỉ bé như thế này thôi nè. Tôi tưởng nó phải to như thế này thì tôi mới đặt. Nhưng mà nó chỉ bé như thế này thôi. Nên là tôi lại phải đặt đá và keo ở một shop khác nữa. Và cái shop đấy nó đang về. Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy mấy cái dụng cụ mà lần trước tôi làm tranh đính đá còn ra để mà đính cho con này các bạn. Tôi vẫn còn giữ nó ở đây nè. Nhưng mà thực ra thì nó ở đây các bác ạ. Không hiểu trí nhớ của tôi kiểu gì luôn. Đây, sau cái tranh đính đá vừa rồi thì tôi còn giữ lại rất nhiều đồ này. Hình như cũng phải có 5-6 bộ lận cơ. Đó, thì cũng như các bước làm tranh đính đá. Đầu tiên thì tôi cũng sẽ đổ đá ra khay. Sau đó thì nhấn cái bút kia vào cái chỗ hồng hồng để tạo cái độ kết dính cho cái đầu bút đó. Rồi thì bôi keo vào con Brick và đính đá lên thôi. Tôi sẽ bắt đầu với cái phần tai của nó trước nha các bác. Thì ban đầu làm chưa quen nên là tôi lấy hơi nhiều keo. Vì cái lớp keo nó hơi dày nên lúc tôi đặt đá lên thì nó hơi bầy nhầy một chút. Nhưng mà không sao các bác, rút kinh nghiệm những lần sau thì tôi sẽ cho ít keo lại thôi. Cái màu xanh mà tôi dùng để đính con Brick này thì tôi thấy trong shop người ta ghi là màu xanh galaxy nha các bác. Và tôi thấy cái nền đen của con Brick này với cái màu đá kia nó rất là hợp lý luôn. Tại vì cái nền đen nó sẽ giúp làm che mất mấy cái khuyết điểm ấy. Kiểu trong lúc bắn thì sẽ có lúc mà nó bị hở đá ra một chút nè. Kiểu mấy cái viên đá mà nó không khít được vào với nhau ấy thì cũng sẽ không sợ bị lộ đâu các bác. Tại vì cái nền con này nó bị tối mà. Và tôi nghĩ ngược lại, nếu mà tôi chọn những cái màu đá sáng thì shop sẽ gửi phôi gấu là màu trắng các bác ạ. Hôm này là tôi đang cắn xong hai nửa bên tai của con gấu rồi. Giờ thì tôi đang xuống phần đầu, rồi phần mặt, phần mũi nè. Phần mũi nhìn thì tưởng dễ nhưng mà gắn nó cũng hơi khó đấy các bác. Tại vì nó hơi gồ ghế nên là đá nó cứ bị chênh. Đây, vậy là tôi mới chỉ xong được một nửa đầu con gấu này thôi các bác ạ. Tưởng không lâu mà lâu không tưởng luôn ý. Trời ơi, tôi gọi như là tôi đã ngồi gần hết nửa buổi chiều luôn rồi đấy. Nhưng mà đổi lại thì thành quả rất là ưng ý luôn. Đó, các bác nhìn ánh đèn nó lấp lánh này. Bây giờ tôi sẽ kéo rèm cửa sổ để ánh nắng nó chiếu vào đây để cho các bác thấy được sự vi diệu của mấy cái đá này nhá. Trời ơi, xui thật sự. Vừa mới kéo rèm ra thì một đám mây đen kéo đến. Còi, đây là lúc mây đen đã đi và nắng chiếu vào phòng rồi này các bác. Các bác nhìn dưới ánh nắng này nó ảo diệu chưa? Nó còn phản chiếu lên các bề mặt xung quanh mấy cái ánh sáng kia kìa. Chắc các bác nhìn cũng rõ đúng không? Đây là tôi không dùng thêm bất cứ app hay là hiệu ứng gì đâu nha. Đây các bác ơi, đang làm thì mấy cái con Brick mà tôi đặt ở shop khác nó đã về rồi đây. Đây là cái con kích thước to hơn cái con mà tôi đang làm với các bác. Con này là 33cm nè. Một công ship nên là tôi đặt hẳn hai con. Nhưng mà tôi sẽ không làm hết trong clip này đâu. Tại vì trời nó lâu lắm luôn ý. Nên là tôi sẽ làm một con thôi. Còn để lại một con sau nghịch. Tôi cũng đặt thêm một con bé nữa. Con này thì bằng cái kích thước con mà tôi đang làm này là 23cm nha. Còn đây, trời ơi các bác nhìn cái đầu nó thấy siêu to khổng lồ rồi đúng không? Bên trong thì là 5 lọ keo để mà tôi mua thêm phòng nó hết ý. Cái con siêu to khổng lồ này thì là loại 53cm nha các bác. Các bác nhìn này, chân tay người ta phải tháo rời luôn. Sau khi nhận về thì sẽ phải tự lắp vào. Nhưng mà lắp cũng hơi khó ấy, tại vì con này nó cũng cứng với các bác. Tôi loay hoay một hồi mà lắp được mỗi cái thân vào cái đầu. Thành ơi, mất thêm phần. Ngày là đã sang buổi tối rồi nha các bác. Và đây là cái con Brick 53cm sau khi đã lắp hoàn chỉnh tay chân vào cho nó rồi đây. Tự dưng cầm con này trên tay tôi lại thấy hoang mang ngang các bác ạ. Không biết phải đính đá đi bao giờ mới hết được cái con này đây. Và cũng như bao cái thử thách tự làm khó bản thân trước đấy thì tôi lại phải lôi ông Tùng vào làm cùng thì mới kịp. Mà cũng chỉ nhờ được tí buổi tối thôi. Tại vì buổi sáng thì ông Tùng đi làm, thế là tôi lại phải ngồi đính một mình. Bùng ơi là bùng.
Và sau tầm gần một ngày thì tôi đã hoàn thành xong cái con gấu này rồi nha các bác. Ui, nhìn nó lóng lánh lắm luôn, nhìn nó như kiểu là bầu trời đêm vậy. Và bây giờ thì tôi sẽ chuyển sang cái con gấu 33cm này nha. Sang cái con thứ hai này thì tôi quyết định thêm cái họa tiết gì đấy cho nó để nhìn cho nó mới mẻ hơn. Thì tôi quyết định chia cái thân nó làm 4 phần để lát gắn hai màu chéo nhau ấy các bác. Và hai màu tôi chọn lần này thì là màu tím hồng kia kìa và màu bạc nha. Và cái đá mà tôi gắn cho con gấu này thì kích thước nó cũng to hơn so với cái đá màu xanh vừa rồi tôi gắn cho con gấu nhỏ ấy các bác. Tại vì gấu to thì đá kích thước cũng phải to chứ, mà gấu to gắn đá kích thước nhỏ thì biết gắn đến bao giờ. Nhìn hai cái gói đá nhìn có vẻ khác nhau nhưng mà thực ra thì nó cũng cùng trọng lượng với nhau, và mỗi gói như thế thì sẽ là 2000 viên đá này nha các bác. Cũng như con gấu đầu tiên thì với con thứ hai này tôi cũng bắt đầu với phần tai cho nó trước, và tôi sẽ gắn màu bạc ở phần tai, còn phần đầu và phần tay chân thì tôi sẽ gắn cho nó cái màu tím hồng này nha. Màu này thì nó cũng nhạt nhạt thôi. Sau khi gắn gần hai cái màu này vào với nhau thì tôi thấy hai màu này nó cũng kiểu nó không chênh nhau nhiều ấy. Nếu mà nhìn từ xa thì như kiểu là một màu luôn ấy. Đây, các bác cũng thấy hai màu này nó đứng gần nhau thì nhìn nó không rõ lắm đúng không? Nhưng mà cái hiệu ứng lên thì nó cũng vẫn rất đẹp nha. Khúc này là tôi đã gắn xong được một cái phần chân cho nó rồi. Tưởng đá to hơn thì sẽ gắn nhanh hơn nhưng mà cũng mất nguyên buổi chiều luôn đấy các bác. Và đây là buổi tối khi mà tôi chiếu cái flash của đèn vào cái con gấu này này các bác. Các bác nhìn cái ánh sáng nó chiếu lên tường kìa. Ảo ma Lazada thật sự, nhìn như kiểu bầu trời sao trên tường luôn. Sang ngày hôm sau thì tôi và ông Tùng sẽ cùng nhau hoàn thiện nốt con gấu này. Tôi thì làm phần đầu, còn ông Tùng thì sẽ gắn phần chân và tay nha. Bài học đầu tiên rút ra sau khi gắn xong con gấu thứ nhất đấy chính là gắn từ mé trong ra mé ngoài trước các bạn. Và bài học tiếp theo rút ra đó chính là phần đầu gắn rất là lâu luôn ý, gắn lâu nhất trong con gấu này luôn. Tôi thấy gắn xong phần đầu là coi như xong được 60% con gấu này rồi ý. Đó, sau một hồi thì thấy màu bạc với màu tím nó đứng cạnh nhau không được nổi cho lắm, nên là tôi quyết định thay đổi cái họa tiết trên thân con gấu. Đó chính là tôi sẽ vẽ họa tiết rực lửa vô, sau đó tôi sẽ cho nó một cái phần viền là cái màu tím đậm hơn này này, để cho khi lửa nó được nổi hơn nữa. Cái màu tím này thì tôi sẽ chỉ đi viền cho cái ngọn lửa này thôi. Sau khi đi viền xong thì tôi sẽ nhấn nhá một vài cái viên màu tím đậm ở phần đầu ngọn lửa đó các bác. Đây, như tôi đang làm đây này, nhấn đan xen màu tím đậm và màu bạc ở phần đầu của ngọn lửa. Như thế thì ngọn lửa nó sẽ có điểm nhấn hơn, và cái ngọn lửa này thì sẽ là ngọn lửa bạc nha các bác. Làm đến khúc này thì tôi thấy cái quyết định thay đổi họa tiết trên thân con gấu rất là đúng đắn luôn đấy các bác. Vì nếu chỉ đơn giản là chia thân con gấu ra làm 4 phần rồi gắn màu lên thì nó sẽ hơi đơn điệu. Trời ơi, thay đổi thêm cái họa tiết này vào một cái nhìn con gấu nó khác biệt liền. Nhìn nó cháy hơn ý. Nice. Mặc dù trong cái quá trình xếp đá lên trên con gấu này thì tôi cũng đã cố gắng xếp sao cho kiểu ngang hàng thẳng lối để cho những cái viên đá nó được khít nhau nhất có thể. Nhưng mà cũng khó lắm các bác. Tại vì tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Chắc là tại vì cái con gấu nó không phải là trên một cái mặt phẳng, nên là trong quá trình xếp thì kiểu gì nó cũng sẽ bị xô lệch đi. Đây là đã sang hôm sau rồi các bác. Lẽ ra là tôi đã hoàn thành xong cái con này rồi, nhưng mà tại vì hết đá nên là còn một vài cái chỗ còn chưa xong đây này. Như cái mé trong cánh tay này là còn nhiều nhất này, nên là tôi lại phải order shop gấp thêm một cái túi nữa. Gấp gì thì gấp, nhưng mà ngày mai người ta cũng mới ship được cho tôi các bác ạ. Nên là trong thời gian đợi ship thì tôi sẽ chuyển sang làm cái con to này luôn nha. Trời ôm cái con này trong tay như kiểu ôm một đứa trẻ con. Với cái con này thì tôi sẽ cho nó một cái họa tiết như là họa tiết màu nó đang chảy từ đầu xuống nè. Ở phần thân cũng có, phần tay, phần chân cũng có cái họa tiết màu chảy này nha. Cái này thì vẽ cực kỳ dễ luôn các bác. Chỉ cần vẽ mấy cái hình chảy xuống giống hình giọt nước kìa. Xong rồi có giọt dài, giọt ngắn, giọt to, giọt bé. Đó, vậy là xong rồi. Trời ơi, bàn thì bé mà con này thì to. Vậy mà cái con mèo nó còn lên nó nằm sấn chỗ tôi làm nữa cơ. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định vẽ thêm cho nó một cái miệng cũng đang chảy xuống thế này này các bác. Mặc dù nhìn qua nó có gì đấy hơi ghê, nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ là sau khi hoàn thành xong thì nhìn nó sẽ rất là ngầu luôn đấy các bác. Cũng giống như cái con mà tôi vừa làm ấy, thì tôi sẽ lấy một cái màu xanh đậm để mà đi viền cho những cái đường chảy kia. Sau đó thì nhấn cái màu đậm ở cái phần đầu giọt chảy kia, còn cái phần màu bên trong giọt chảy thì tôi sẽ sử dụng một cái màu giống màu xanh ngọc. Màu này là màu xanh ngọc mà, chứ không phải giống gì đâu. Tôi nhìn thấy cái đá màu này là tôi phải mua luôn. Trời ơi, cái màu xanh này là tôi thích lắm. Ngoài màu xanh đậm để làm viền, màu xanh ngọc để làm kia màu chảy bên trong, thì phần thân tôi sẽ dùng màu bạc nha các bác. Cái màu bạc này không phải là cái màu bạc mà tôi làm cho cái con thứ hai đâu. Cái màu này trong shop người ta ghi là gì nhỉ? Từ để tôi nhớ lại xem. À, màu trắng trong, đá trắng trong nha các bác. Có một cái loại đá nữa nó cũng màu trắng, nhưng mà là trắng đục, nhìn nó sẽ không có độ sáng bằng cái trắng trong này đâu. Trắng trong này khi mà ánh sáng nó chiếu vào, ánh sáng nó chiếu vào các bác, thì nhìn nó sẽ lấp lánh hơn. Đây, sau khi xong cái phần thân thì nhìn nó sẽ thế này này các bác. Các bác thấy có ngầu không? Trời ơi, tôi nhìn là tôi ưng lắm luôn rồi đấy. Tôi chỉ mong hoàn thiện thật nhanh cái con này để xem sau khi hoàn thiện thì tổng thể lên nó sẽ như thế nào ý. Trong quá trình làm thì tôi kiểu không cố định một chỗ nào đấy đâu. Ví dụ tôi đang gắn đá cho phần đầu, thấy chán quá, thế
là tôi nhảy xuống gắn đá cho phần chân. Gắn phần chân đúng một lúc tôi thấy chán quá thì tôi lại nhảy lên phần lưng. Xong rồi phần lưng xong chán thì tôi lại nhảy sang phần tay. Đấy, kiểu thế đấy các bác. Trong quá trình gắn cái con to này thì kiểu nhiều lúc tôi thấy cũng hơi nản đấy các bác. Đấy, cũng như bao cái thử thách khác thì trong quá trình làm thì tôi mới thấy cái sự khoai do mấy cái thử thách mà tôi nghĩ ra các bác. Nhưng mà vì nó đẹp, gắn đến đâu tôi thấy nó đẹp đến đấy luôn, nên là kiểu tôi lại được tiếp thêm động lực để mà cố gắng gắn cho xong cái con này. Ok các bác, hiện tại thì tôi đã hoàn thiện được từng đây phần cho con này rồi này. Trời ơi, cái mái nó còn đang bổ đôi nữa cơ. Đó. Chíu chíu cực kỳ luôn. Và tôi đã phải đặt thêm một cái gói màu tím nữa để mà làm nốt phần tay cho con này này các bác. Mong là trong hôm nay mọi thứ sẽ xong hết, hoặc là trong ngày mai. Qua mỗi một ngày thì tôi đều tự nhủ là cố gắng trong hôm nay sẽ xong, cố gắng trong hôm nay sẽ xong. Nhưng mà cuối cùng thì chả hôm nào xong được các bác ạ. Theo như tôi làm thì kiểu là chỉ dành nguyên ngày để ngồi gắn con này không thôi ý, thì sẽ phải mất ít gần 3 ngày. Đấy là nhanh ý, còn chậm thì chắc phải hơn, tầm gần 1 tuần. Các bác xem này, khúc này có thắc mắc là tại sao lúc thì tôi để con này ở dưới bàn dưới gắn, lúc thì tôi lại bê lên bàn trên gắn không? Tại vì ngồi một chỗ nó chán. Chúi nó chán lắm luôn ấy, vừa chán vừa mỏi. Nên là cứ phải kiểu linh động chỗ. Phòng thì nó cũng chỉ có từng đấy chỗ thôi, nên là cứ phải bê lên bê xuống, bê lên bê xuống. Sau một ngày chỉ gắn con to này thôi thì tôi đã chán rồi đấy các bác. Nên khúc này tôi quyết định chuyển sang cái con màu tím này. Tôi sẽ hoàn thiện nốt mấy cái phần còn thiếu đá nha. Thú thật với các bác, ban đầu là tôi đặt ra thử thách là gắn cho 5 con Berricker. Nhưng sau khi tôi gắn xong con thứ nhất và con thứ hai thì tôi cắt bớt 2 con. Chứ nếu mà tôi còn giữ nguyên 5 con thì không biết bao giờ tôi mới xong. Và không biết bao giờ mới có video để cho các bác xem nữa. Tôi thấy có một thời gian mấy con Berrick này rất là nổi. Không phải là mấy cái con mà phôi chẳng hiếu rồi về tự đính đá thế này đâu, mà mấy con toàn mấy chục đến cả trăm triệu ấy các bác. Trời ơi, ngày nào cũng lên xem người ta ăn bóc, thấy cũng mê. Nhưng mà tôi thì tôi lại đam mê ạt toi của Popmart hơn là mấy con Berrick này các bác. Mà có đam mê thì cũng không có tiền để mà mua. Ok các bác, hiện thì con này nó cũng đang hoàn thiện ở mức 95% rồi. Nó còn một chút ở chân này này. Vừa hay thì tôi cũng đã hết đá rồi các bác ạ. Cái đá bạc nó chỉ còn tương này thôi này. Tôi mong là nó sẽ đủ để hoàn thành nốt cái chân này. Trên video các bác thấy tôi gắn có vẻ nhẹ nhàng đúng không? Nhưng mà ở ngoài các bác không biết tôi đã vật vã như thế nào đâu. Có khi tôi còn mất ngủ vì con Berrick này các bác. Tại vì gắn nó quá là lâu, nên là các bác cứ thắc mắc là tại sao tôi ra video lâu thế. Đấy, có mấy cái thử thách mà cứ ngồi gắn lắp nhắp thế này thì bảo sao không lâu cho được. Có cái thử thách nào mà làm nhanh nhưng mà vẫn được nhiều người xem không hả các bác? Và cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành xong 3 con Berrick rồi các bác. Trời ơi, mỗi lần tôi xong một thử thách như kiểu là đây, tôi đã phải ghi chi tiết ra đây để tính được cái số lượng đá mà tôi đã làm cho 3 con này rồi đấy các bác. Đầu tiên sẽ là con em út. Đây, con này thì có màu xanh galaxy nha các bác. Thực ra thì tôi không tính được cái lượng đá ở trên con này, tại vì cái gói đá mà đi kèm theo con này ấy, người ta không có ghi số lượng đá trong một gói, nên là tôi cũng không thể tính được luôn. Nhưng mà theo như tôi áng chừng thì nó cũng có thể rơi vào từ 1 đến 2.000 viên cho một con này đấy các bác. Các bác nhìn ra ánh sáng này. Và một cái em gấu Berrick con này thì có kích thước là 23cm nha các bác. Tiếp đến là cái con Berrick cỡ nhỡ có kích thước là 33cm. Đây, con có màu tím mộng mơ nhưng mà thực ra lại rất là rực lửa nha. Để tôi xem lại tôi tính con này. Với cái con cỡ nhỡ này thì tôi đã phải mất hơn 2 gói màu hồng, hơn một nửa gói bạc và một chút màu tím cho cái phần viền này này. Thì mỗi gói như thế là có 2.000 viên. Nếu mà để làm tròn lên thì tổng cộng trên cái con Berrick này là có hơn 5.700 viên đá nha các bác. Hơn 5.700 viên đá cho cái con này đấy. Ôi ơi, nhưng mà thành quả thì rất chi là xứng đáng luôn. Khi mà cho ra ánh nắng thì nó sẽ phản quang những cái ánh sáng rất là nhiều màu sắc xuống dưới bàn này luôn. Các bác cũng có thể nhìn thấy đúng không? Đó, để decor trong nhà thì quá là tuyệt vời luôn. Cái con thứ ba cũng là cái con nặng đôi nhất của tôi luôn. Đó là con Berrick 53cm. Đời. Trời ơi, bé con này cũng giống như kiểu bé một đứa em bé luôn ý. Các bác nhìn nè. Trời ơi, quá là ngầu luôn. Và với cái con Berrick to nhất này thì tôi đã tốn, đây để quay xem,
tôi đã tốn tổng cộng là 7 túi màu bạc, hơn 6 túi màu xanh và một chút màu xanh đậm để cho những cái viên này này. Thì mỗi túi như thế cũng là 2.000 viên. Vậy để mà tính sơ sơ và để tôi làm tròn lên thì cả cái con này tôi đã mất tầm 28.000 viên đấy các bác. 28.000 viên nhưng mà tôi thấy có vẻ như nó còn hơn ấy. Chẳng qua là hơn không nhiều nên là tôi sẽ không tính vào thôi. Vậy là nếu mà để cộng cả ba con này vào thì tôi đã đính tổng cộng là 35.700 viên đá. Có khi là còn hơn nữa cơ đấy các bác. Nhưng mà thành quả thì quá là ok la luôn. Vậy là với thử thách lần này thì tôi đã hoàn thành một cách mỹ mãn rồi các bác ạ. Các bác thích con nào nhất trong ba con này thì nhớ cho tôi biết nha. Nếu thích video này thì các bác nhớ like và chia sẻ cho tôi nè. Còn thử thách nào muốn tôi thử hay là còn chất liệu nào đặc biệt muốn tôi làm thì các bác có thể bình luận ở bên dưới hoặc tan tôi ở trên TikTok hoặc Instagram. Và đừng quên nhấn theo dõi để mỗi lần video là các bác liền ngay lập tức. Love you, chuột.